Cuối về có nấu cơm nước gì cho bà vợ chồng ăn không? Hình như bà vợ chồng nấu không à? Vì sáng nó ngủ dậy thì mình nấu rồi. Rồi chiều nó đi thì về thì mình nấu xong rồi. Nấu chi sớm vậy? Phải đợi nó dậy sớm nó nấu cho mình bữa chứ. Người ta lại người ta hỏi tại sao mà con dâu đâu không thấy nấu nước uống. Cha nó nói con dâu ngủ chưa dậy. Sao mấy giờ mà mới dậy? 9 giờ. Hỏi anh nhà anh đi ấy á. Đi ấy là đi đâu? Tưởng vệ sinh á. Tưởng đi ấy. Ở quê thì người ta đi cậu gách ra không à. Đúng rồi. Đi cho nó mát. Cái con nói vậy thôi em đi không được. Anh nếu mà anh thương em á thì anh xây cho em cái toilet. Nhờ cái toilet đi. Anh mới nói hỏi sàn chi đi cho nó mát. Tôi tên Nguyễn Thị Phượng, hôm nay 44 tuổi, nghề nghiệp nội trợ. Dạ, xin chào chú Vi Linh, xin chào Lê Lộc. Tên là Lê Phương Tuyền, 25 tuổi, hiện tại đang buôn bán. Đâu có gì rung đâu, thoải mái lên. Mình là quê đâu vậy? Quê ở Tiền Giang. Tiền Giang ở chỗ nào? Ở mấy ngoài Kinh Đào á, gần quê của anh á. Ủa vậy hả? Dạ. Nhà chú. Vậy sát bên nhà rồi. Dạ. Rồi, rất rồi, vậy vì không dám bà con lắm à. Lần đầu tiên mà cô gặp con dâu mình thì cô ấn tượng như thế nào? Lần đầu tiên thì nói chung mới đầu cũng không biết, rồi sao con trai á nó nói rồi kêu dẫn về coi, kêu dẫn về xem mắt đó thì thấy cũng thấy thương. Nó nói ở dưới người ta kêu gả vậy đó. Rồi nó thôi bước tới mà chị xui nó chắc 2 năm nữa hay gì á, mà 2 năm nữa thì không có được tuổi. Rồi cưới trong vòng có 1 tháng à. Trời, cưới sớm như vậy? Nhanh vậy? Chị có nhớ cái ấn tượng khi mà chị gặp mẹ chồng chị lần đầu tiên không? Dạ, lần đầu tiên thì trước khi về thì em cũng hỏi chồng mẹ sao, mẹ dễ không anh? Mẹ nói thì anh nói cũng, mẹ cũng dễ lắm. Nhưng mà không dễ mà cũng không khó. Tại vì tâm lý về thì mình cũng run. Nhưng mà gặp mẹ thì mẹ dễ lắm. Mẹ hỏi ở nhà ở đâu, tên gì, làm con làm gì. Thì xong rồi thấy, tại vì gặp mẹ được 2 lần là cưới. Dạ. Dạ thấy mẹ. Dâu có sợ mẹ không? Ban đầu cũng sợ. Dạ. Sợ nhất cái gì? Tại vì mẹ con nói là nếu mà làm dâu ở quê á thì rất là khó. Mà không biết con có làm được hay không. Em ở gần đó không? Dạ cũng gần. Từ xã nào đó? Dạ ở cũng Mỹ Tho luôn. À Mỹ Tho, từ đó là ở thành phố, người ở dưới quê. Yeah. Khác xa nhau. Yeah. Ha. Vậy thì về làm vườn sao nổi? Tại vì chồng thì đi làm nguyên một ngày. Nên chồng em cũng ở rể, đi làm thì nguyên ngày, qua ngày hôm sau mới về. Rồi anh ngủ xong cỡ 5 giờ chiều rồi mới đi về trên nhà mẹ chơi với bà nội với mẹ, rồi xong rồi về ngủ. Ủa sao mình không dành bắt dâu mà để cho bắt rể? Bắt dâu không được, mấy người ta bắt rể đó chứ. Có dành không? Dành mà dành không được. Tại chị xui hồi mới, nói chung cũng không có chịu. Ở đây không chịu, nghe nói là về dưới ở, đây không ai chịu hết trơn á. Dạng như cũng con cưng không à. Rồi chị xui chứ nói thôi ở đâu có điều kiện thì làm. Rồi đi đi về về chứ không có bắt rể. Coi như lúc ở vườn, lúc ở thành phố á ha. Dạ. Cuối về có nấu cơm nước gì cho bà và chồng ăn không? Hình như bà và chồng nấu không à? Sao vậy? Không có nấu đặc bởi vì sáng nó ngủ dậy thì mình nấu rồi. Rồi chiều nó đi thì về thì mình nấu xong rồi. Nấu chi sớm vậy? Phải đợi nó dậy sớm nó nấu cho mình bữa chứ. Người ta lại người ta hỏi tại sao mà con dâu đâu không thấy nấu nước uống. Cha nó nói con dâu ngủ chưa dậy. Để ông nhà chồng nấu cho uống đi. Trời ơi, ở dưới quê vậy là người ta nói dữ lắm luôn á. Sao mấy giờ mới dậy? 9 giờ. Làm dâu 9 giờ mới dậy hả? Là bữa đầu mà đám xong á là mẹ cũng để cho ngủ luôn, mẹ cũng kêu tại mẹ sợ mệt. Thì thức dậy xong là mẹ nấu xong hết trơn. Dạ. Cũng... Vì sau đó mẹ cũng không có điều kiện để kêu luôn đúng không? Tại nó ngủ quá luôn mà kêu gì nổi nữa kêu. Hai mẹ con mình hợp nhau điểm gì nhất chị? Dạ hợp nhau ở ăn uống. Còn hợp gì nữa không cô?
nói chung hợp đủ thứ, cái dạng như nấu ăn hay là nói chuyện rồi vậy đó. Dạ. Cũng vui lắm. Hồi mới thì chắc nó cũng sợ, nó nói mình khó, mà mình nói là thôi không có khó đâu, sợ hai mẹ bận dâu đông lắm rồi, mẹ không có, mẹ biết hết rồi. Có bao giờ tâm sự với mẹ chồng này kia gì không? Tâm sự thì không có, nhưng mà nói chuyện đi về cái mẹ coi tin tức á. Tin tức thật sự nó ở bữa nay là như vậy đó. Có cái vụ này vụ kia mẹ kể con nghe. Vậy không phải tâm sự. Cái đó là nói chuyện xã hội. À, tâm sự tức là tâm sự với mẹ con là mẹ cần gì, con cần gì, con muốn nói gì với mẹ này kia đó, để cho cái tình cảm nó thân mật hơn á. Dạ, tâm sự thì lúc mà mới về thì mẹ nói là mẹ không có khó gì hết á. Tại vì mẹ cũng làm dâu cũng đông anh em, cũng có mình mẹ lo. Mấy lớp là mẹ lo hết á. Là hiện tại còn làm không cô? Còn, mai mày là chồng 81 rồi. Vẫn còn luôn. Cái đó mà con về làm dâu là cũng mệt lắm á. Dạ, nói mẹ cũng hiểu. Hồi mới thì ba đứa em chồng, gái, rồi bà nội chồng, ông già chồng, rồi bà già chồng. Trời ơi. Vậy là đây cũng cứng lắm đó nha. Dạ. Mà người thành phố á, ở dưới thành phố Mỹ Tho, thì nhà cô này là ở dưới quê, giống như chú ở sát vậy đó. Dạ. Vậy thì dưới quê á, là cái phong cách, văn hóa, rồi tất cả mọi thứ nó khác thành phố lắm á. Về sinh hoạt có hợp không? Lúc mà mới quen ông xã, hỏi anh nhà anh đi ấy á. Đi ấy là đi đâu? Á. À, tưởng vậy sinh á. Tưởng đi ấy. Ở quê thì người ta đi cầu cá tra không à. Đúng rồi. Đi cho nó mát. Ở dưới quê người ta gọi là cầu cá đó con. Ở dưới quê mình dạ, á. Dạ, đúng hả? Rồi chị. Dưới quê mình nó có cái cầu. Con có đi rồi. Dạ. Nó mát lắm. Mà dân thành phố đi xuống dưới đi không có được. Dạ, không có quen á, mát đó. Mà nó thoáng lắm. Nó thoáng nữa. Mà đi mà gặp người nào ngồi ngay đầu làng, gặp người đi qua hoài hỏi hoài đó là cũng mệt lắm á. Quen có bị vụ đó không? Vậy cái con nói vậy thôi em đi không được. Anh nếu mà anh thương em á thì anh xây cho em cái toilet. Dạ, cái toilet đi. Anh mới nói hỏi sàn chi đi chó mát. Nói rồi người ta đi làm vườn đi qua đi lại sao em đi. Nói thì mỗi lần em muốn đi á thì anh dắt em đi nhờ. Rồi mà cuối cùng sao vậy? Dạ, mà cuối cùng anh cũng say. Dạ. Là cha làm cái toilet luôn. Chứ quê rắn đứt tùm lum lan về có sợ không? Với lại rắn đứt cũng có, chung là con mới rửa chén xong, con mới đi vô trong bếp con chúng nhúm củi. Con rắn nó bò mà con tưởng con lươn, cha nuôi trong khạp, con la lên mẹ ơi sao con lươn nó bò ra khạp rồi. Mẹ nói cái mẹ xuống. Mẹ nói con rắn nó rồi cái con bỏ chạy. Mẹ đứng mẹ. Mình ở dưới quê nấu cơm, anh đang ngồi nấu con rắn nó nhìn mình cười hoài. Có bao giờ mà mẹ chồng mà làm điều gì, nói chuyện gì mà con dâu buồn không? Dạ không có. Dạ, không có. Chỉ không có chồng thôi. Tại vì có cũng mới gần đây là anh đi nhậu về. Mẹ kêu anh dậy, anh thái độ anh nạt. Vì là không biết mẹ buồn nhưng mà mẹ không nói. Kiểu uống bia về á hơi xỉn rồi mình kêu nó dậy thôi, nó chỉ nói mệt mẹ quá thôi, nói có nhiêu đó thôi chứ không có nói gì hết. Xong rồi dâu sợ mẹ buồn. Chứ mẹ con cũng dặn là nếu mà con muốn gia đình chồng con nuôi con á thì trước tiên là con phải thương người ta thì người ta mới mở lòng cho mình thương con. Đúng rồi. Nên em coi mẹ chồng cũng như là mẹ của em vậy đó. Hồi đó giờ có giờ em nghĩ em làm buồn lòng mẹ chồng chưa? Dạ, tôi buồn lòng là không có làm dâu với không có ở gần mẹ nhiều. Dạ, tại mẹ của con cũng đơn chiếc á, là buôn bán thì tu bu thì không có muốn người, nên ở nhà là phụ với mẹ làm, nên không ở nhà không có phụ với mẹ chồng được. Thì nghĩ là cái đó là mẹ chồng cũng buồn. Nhưng mà mẹ không có nói. Mẹ thấy là hai vợ chồng vui là mẹ vui rồi. Có bao giờ mà chị thấy mẹ chị làm những cái hành động gì mà chị thấy thương mẹ không? Dạ có. Nói mẹ ơi bữa nay con thèm cháo gà. Mà cái qua ngày hôm sau là mẹ bắt gà cho ăn. Mẹ nấu cái này nấu kia cho ăn. Có khi hai vợ chồng đi về rồi mẹ cũng vui hết đồ. Có khi ghét hết đồ ăn ở nhà. Đem về cho em ăn.
Rồi có bữa nữa, trời mà nắng nóng ở dưới, nóng lắm. Mà mẹ nấu chè, mẹ chạy từ cái chánh mẹ đem chè xuống cho em ăn rồi mẹ đi về vậy thôi. Xuống Mỹ Tho luôn đó hả? Có lẽ là có con trai mà đi ở rể thì cũng nhớ đúng không cô? Cũng lâu lâu muốn xuống thăm nó hả? Nó cũng ngày nghỉ ngày về nhưng mà sao mình nhớ. Nhớ nó cái lâu lâu có nhiều khi có đi đâu vậy đó rồi xuống ghé thăm thăm chút vậy rồi về. Để xem chồng em có ý kiến gì giữa mẹ chồng nàng dâu trong ngày hôm nay nha. Trong khoảng thời gian ngắn vợ về làm dâu của mẹ thì đối với hai mẹ con thì sống cuộc sống rất là hài hòa hợp với nhau. Nhưng trong chuyện uống thì còn hơi ép, em ăn nhiều quá. Nên khoảng thời gian vợ về làm dâu tới nay thì mình cũng hơi lên ký. Em mong muốn trong khoảng thời gian sau này thì đối với mẹ thì mẹ hãy quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Và hãy nấu cùng vợ con nấu nhiều món ngon cho con ăn. Còn đối với vợ thì mong là vợ hãy bớt nóng tính để cuộc sống của hai chồng mình sẽ luôn tốt đẹp hơn. Nhiều khi mà ảnh nhậu, nói đi chơi có khi mới đây đi Bến Tre về, nói anh ơi anh nhậu ít thôi, tại vì đường xá bây giờ tai nạn em sợ quá. Ảnh nhậu mà không biết đường về luôn, chạy xe mà tức từ Bến Tre mà tức về bên đây luôn, ngồi mà con la mà từ Bến Tre con la về tới đây luôn. Mà ảnh chạy mà ảnh cứ lưỡi vô xe hàng rồi. Nguy hiểm lắm. Rất là nguy hiểm. Mà sợ mấy cái chuyện đó lắm. Thôi con nên ngủ sáng mai về. Anh không có chịu. Anh không bao giờ không được. Ngủ chịu. Thôi chị chở ảnh đi. Em không biết chạy xe. Bây giờ học lái xe đi. Cái nhất là cái đó thì không nên. Cái đó dứt khoát là không leo lên xe luôn. Mà cũng không cho chồng đi nữa. Bằng mọi giá điện cho mẹ. Bởi vì trong say xỉn nó không thể ai tham gia giao thông được hết. Nó gây tin, không chỉ nó gây tai nạn cho mình mà gây tai nạn cho bao nhiêu người khác nữa. Rồi, cảm ơn cô với lại em rất là nhiều ha. Thôi hôm nay con dâu muốn hứa gì với mẹ đi cho mẹ vui đi. Con mong là mẹ giữ gìn sức khỏe, là mẹ cũng đừng có làm nhiều quá. Thì vậy mẹ cực lắm, không có lo gì cho mình hết. Thì mẹ cũng mong muốn cho con cái bằng trước giờ á, trước sau cũng vậy, cũng hiền ngoan như vậy, chứ đừng có sau này ví dụ giờ có cái gì thì cởi mở mẹ con nói, để rồi ví dụ ghim trong lòng rồi mẹ không có biết, ví dụ có gì chia sẻ với mẹ. Mẹ mong muốn nhiêu đó thôi đó. Từ bây giờ cho đến sau này cứ lâu tháng hai tháng về ở với mẹ ngày, ôm mẹ như thế này nè, tâm sự với mẹ về ha. Hoài à anh ơi, nhưng mà đâu có ôm đâu, không có ôm, thấy chưa, ôm nó mới tình cảm. Một kỷ niệm gửi tặng cho gia đình ha. Chúc cô và gia đình thật nhiều sức khỏe. Chúc gia đình nhỏ chúng ta hạnh phúc bền lâu nha.